À, chắc là tất cả các cô bác anh chị đã um, tham dự hai ngày đầy đủ cũng uh, cảm thấy là mình đang tràn đầy năng lượng và rất là hưng phấn muốn ngay lập tức chúng ta về nhà chia sẻ cho tất cả các cô bác anh chị cũng như anh chị em cũng như bạn bè của chúng ta để uh, cùng uh, là cùng nắm bắt Amway cũng như cùng sử dụng sản phẩm Amway đúng không ạ? Vâng ạ. Ừ, uh, bản thân Hà cũng vậy. Uh, trước khi À, sau khi nghe cái chương trình đại hội, ấy, hà cũng cảm thấy rất là hưng phấn à, và muốn về nhà ngay để chia sẻ cho tất cả mọi người biết đến là am vui tốt như thế nào và am vui có giá trị như thế nào để cùng nắm bắt với mình. À, tuy nhiên à, trước khi các anh chị à, rời màn hình ngày hôm nay trên zoom, thì hà cũng muốn đưa đến cho các anh chị một cái nội dung à, từng bước để chúng ta có thể làm theo thứ tự hoặc là chúng ta có thể làm theo những cái bước mà fc của chúng ta đã căn dặn sau khi chúng ta tham dự đại hội được không ạ? Bởi vì sao ạ? Khi mà chúng ta biết ăn vui tốt rồi, sản phẩm tốt rồi, mà chúng ta chưa có sản phẩm trong tay cũng như chưa có bất cứ một cái kiến thức sâu khi chia sẻ với bạn của chúng ta thì ngay lập tức chúng ta sẽ bị dội những gáo nước lạnh cũng như là uh, cái phần chia sẻ của chúng ta sẽ không đạt được hiệu quả như mong muốn. Vậy để tránh cho uh, các anh cô bác anh chị mất đi nhiệt huyết nếu như ra ngoài làm chưa đúng. Uh, hôm nay Hà sẽ xin chia sẻ cho các cô bác anh chị một cái nội dung vô cùng quan trọng uh, trong uh, trong khi chúng ta khởi nghiệp Amway cũng như trong suốt một chặng đường Chúng ta thành công cùng Amway đều cần phải sử dụng những cái kỹ năng và kiến thức đó Đó là hôm nay Hà sẽ chia sẻ cái bài là 10 bước thành công cho Amway Và đây là những cái nội dung mà Hà đã từng được học từ FC Châu Uyển Minh Cũng như tất cả các lãnh đạo thành công của chúng ta Và Hà tổng kết ngày hôm nay cùng với những cái kinh nghiệm cá nhân của mình Để giúp các cô ba anh chị có thể tham khảo trong quá trình chúng ta làm ăn nuôi ạ. Hà sẽ chia sẻ slide ạ. Hà xin giao lưu với tất cả các cô bác anh chị ngày hôm nay. Mọi người nhìn thấy slide của Hà chưa ạ? thấy rõ rồi chị ạ. Dạ. Và các cô bác anh chị có thể đánh vào khung chat ngày hôm nay ai là lần đầu tiên nghe được nghe Hà chia sẻ ngày hôm nay ạ các anh chị có thể đánh lên khung chat là tôi được không ạ để cho hà biết được rằng hôm nay có uh, các cô ba anh chị mới không hay là toàn những nhà phân phối cũ của hệ thống chúng ta à cũng có một số các cô ba anh chị khách mời cũng như nhà phân phối mới đúng không ạ vâng ạ Vừa nãy MC cũng đã chia sẻ về, về Hà và trước khi vào phần chia sẻ nội dung ngày hôm nay, Hà xin giới thiệu chi tiết thêm một chút về bản thân Hà để cô ba anh chị mới chúng ta cùng làm quen. Hà tên đầy đủ là Bùi Thúy Hà, sinh ra và lớn lên tại quê hương Quan Họ Bắc Ninh, cách Hà Nội khoảng hơn 30 cây số. Trước khi làm Amway, năm 1997 đến 2001, Hà tốt nghiệp trường Đại học Hà Nội, khoa tiếng Trung Quốc và tiếng Anh. À, sau đó sau khi ra trường thì Hà có làm rất nhiều các cái vị trí công việc tại những cái công ty nước ngoài cũng như là những công ty Việt Nam, thay đổi 8 công ty. À, qua đó làm những công việc như phiên dịch rồi làm quản lý nhân sự và làm quản lý nhà máy. À, và từ năm 2010 khi mà Hà nắm bắt sử dụng sản phẩm Amway cho đến nay, à, Hà đã làm Amway đầu tiên là bán thời gian, sau đó thì sau một thời gian Hà lên silver và đã dành toàn thời gian làm Amway khi xác định Amway là sự nghiệp lớn và mình cần phải có trách nhiệm với sự nghiệp cũng như với tất cả những anh em trong đội nhóm của mình và hiện nay Hà đang là nhà phân phối Sapphire toàn thời gian của Amway buổi chiều ngày hôm nay có hơn 100 cô bác anh chị em có mặt trong Zoom thì Hà cũng xin chúc tất cả các cô bác anh chị ngày hôm nay là cái đại hội kết thúc năm cũ đúng không? kết thúc năm của năm dương lịch Việt Nam cũng là là một đại hội cuối của năm thì Hà cũng xin chúc tất cả các cô bác anh chị là chúng ta có sức khỏe cả gia đình chúng ta có sức khỏe là một này. Cái thứ hai là chúng ta sẽ có một cái lựa chọn sáng suốt cho sự nghiệp tay trái hoặc là một tay phụ hoặc tay là chính thì cũng đều làm có một cái lựa chọn sáng suốt và cái thứ ba là trong năm mới chúng ta sẽ thành công rực rỡ với lựa chọn của mình. Xin cảm ơn tất cả các cô bác anh chị và chúng ta hãy dành cho nhau à, phím số 21 để chúng ta cùng chúc mừng nhau là bắt đầu từ ngày hôm nay kể cả các cô bác anh chị mới lần đầu tiên tham dự Amway thì Hà tin chắc rằng là với một niềm tin nhiệt huyết các anh chị còn có mặt trong Zoom à, buổi ngày thứ bảy hôm qua và ngày chủ nhật hôm nay à, để chúng ta có thể cùng à, nhau đi đến với thành công ở năm đúng. năm tới là năm 2022 đúng không ạ? À, 10 bước thành công Vậy trong Amway thì các anh chị cũng biết rằng là Khi chúng ta muốn nhà tầng ấy, Chúng ta muốn đi lên từng cái tầng của ngôi nhà đó Thì chúng ta không thể là đứng ở tầng 1 Chúng ta nhảy hoặc là bay lên tầng 2 được đúng không ạ Thì chúng ta có những cái bậc thang để chúng ta đi Vậy trong Amway cũng có rất nhiều nấc thang để chúng ta đi Chúng ta có thể bắt đầu từ những nấc thang là 3% Lên đến 21% Lên đến Platinum, Sapphire, Emerald, Diamond đáp uh, double diamond đúng không? Ạ? rồi triple diamond rồi FC rất là nhiều nước thang thành công và những cái nước thang này sẽ lên được chúng ta lên được cao hay thấp không phải do Amway cũng không phải người chia sẻ Amway với chúng ta không phải lãnh đạo của chúng ta có thể uh, có thể giúp chúng ta đi được mà nó phải đi từ chính đôi chân của tất cả các uh, cô bác anh chị khi chúng ta ra quyết định bởi vậy mà những cái nước thang thành công trong amway là khác nhau à, vì vậy thì hà cũng xin chia sẻ buổi chiều ngày hôm nay cũng đa phần là các cô bác chị đã quyết định làm amway thành công rồi thì hà cũng chia sẻ một điều rằng là chúng ta làm amway à, chúng ta đừng nhìn đừng so sánh nhìn sang ngang sang dọc hoặc nhìn xuống dưới để chúng ta so sánh là à người này vào à, cần này năm bao nhiêu năm mà à, vẫn đứng ở vị trí đấy hoặc là chỉ lên được như thế, hoặc người này vào mới 4 năm mà đã lên diamond hoặc lên cao hơn. Bởi vì sao ạ? Vào Amway mỗi một con người đều có một lý do khác nhau, có mục tiêu và có mục đích khác nhau, cho nên cái độ thành công của chúng ta là khác nhau. Vì chúng ta có mục tiêu, mục đích và chúng ta hiểu Amway khác nhau cho nên là chúng ta đặt mục tiêu cũng khác nhau, cái hành động của chúng ta khác nhau và cái thành công của chúng ta cũng khác nhau. Vì vậy trong Amway chúng ta hãy so sánh với chính bản thân mình mình của năm nay có khác mình của năm trước hay không mình tham gia năm tháng amway rồi thì mình có khác với thời điểm bắt đầu tham gia amway hay chưa và mình hãy so sánh với chính bản thân mình và mình vươn lên trong từng nấc thang trong amway là quan trọng nhất các câu bác anh chị bởi vì vậy mà hà muốn chia sẻ các anh chị ở đây là gì chúng ta vào amway bao nhiêu lâu bao nhiêu lâu rồi không quan trọng chúng ta làm amway được À, thành công đến đâu rồi nó cũng chưa quan trọng bằng bắt đầu từ ngày hôm nay chúng ta ra quyết định chúng ta thành công với Amway và chúng ta có một niềm tin sắt đá giống như lãnh đạo thắm chia sẻ. Bất cứ một công ty nào mời chào hoặc là nói rằng tốt hơn chúng ta nhưng Amway khẳng định trên thế giới trên toàn cầu là công ty số 1 rồi. Thì vậy chúng ta có bị dao động bởi những cái lời mời hấp dẫn kia không? cái cái điều đó nó sẽ quyết định là chúng ta thành công nhanh hay chậm trong Amway. Bởi vì trong suốt chặng đường dài hơn 10 năm, bản thân Hà cũng như rất nhiều các lãnh đạo quan sát, có rất nhiều người cũng làm một thời gian nhưng tại sao không có bất phá? Bởi vì cái sự à, à, vững tâm cũng như rất hay lung lay bởi rất nhiều công ty khác cũng như những việc truyền thống khác. Vì vậy à, chưa đạt được những thành tích như mình mong muốn. Vì vậy buổi chiều ngày hôm nay trong bài 10 bước thành công trong Amway này Hà xin chia sẻ rất là cô động cho các cô bác anh chị để chúng ta hiểu được rằng là trong cuộc đời theo đuổi sự nghiệp Amway, 10 bước này chúng ta cần phải làm và chúng ta đi theo những cái bước này như thế nào. Nếu chúng ta làm đúng đủ đều 10 bước này thì Hà tin chắc rằng ít nhất các cô bác cũng lên được Platinum trở lên và cái danh hiệu Platinum trong Amway vô cùng cao quý và thực sự với các cô bác anh chị khi Hà lên Platinum thì về cái uh, danh hiệu cũng như cái thu nhập cũng như cái vị thế cũng không khác gì một giám đốc chi nhánh ở một công ty truyền thống. Vì vậy vô cùng vô cùng tuyệt vời. Và 10 bước thành công này gồm có những bước gì? Và nếu như chúng ta làm đúng đều đủ trong vòng 2 năm 10 bước này thì Hà tin chắc rằng các anh chị sẽ vượt quá mức à, thành tích Platinum. Bước đầu tiên là gì ạ? Đó là chúng ta xây dựng niềm tin. Sáng nay thì chúng ta cũng đã À, sáng nay và hôm qua chúng ta đã nghe rất nhiều lãnh đạo chia sẻ, à, đặc biệt là có rất, một số lãnh đạo chia sẻ về niềm tin trong Amway, đúng không? Thì vậy niềm tin trong Amway chúng ta cần phải tin những điều gì? Thứ nhất, à, chúng ta tin công ty. Nếu ngày hôm nay các cô bác anh chị lần đầu tiên đến với Amway ngày hôm qua và ngày hôm nay chưa tin công ty, chưa tin sản phẩm, không sao các anh chị. Cái niềm tin này không phải là hà nói cho các cô bác anh chị tin ngay hoặc là chúng ta nhìn bạn lan chia sẻ minh họa sản phẩm chúng ta tin ngay bởi vì niềm tin này chúng ta cần phải được tích lũy qua thời gian và chúng ta phải trực tiếp trải nghiệm sử dụng cũng như làm thì chúng ta mới có niềm tin và để có niềm tin sắt đá như lãnh đạo thắm và các lãnh đạo đã chưa từng chia sẻ cho chúng ta ngày hôm nay thì chắc chắn như bản thân hà cũng vậy hà phải tích lũy niềm tin này qua năm tháng không thể fc châu uyển minh nói là hà tin năm quay đi Cô làm 30 năm rồi, cô thành công đấy kết quả của cô đây em tin đi. Thật sự các anh chị, người lãnh đạo cũng như tuyến trên của mình chia sẻ thì mình cũng chỉ biết là tin để đấy. Nhưng chỉ khi chúng ta va vấp phải, chúng ta làm, chúng ta trải nghiệm, mắt thấy tai nghe, mũi ngửi tay sờ thì chúng ta mới xây dựng được niềm tin vững chắc trong chính trái tim mình. Vì vậy, cái phần niềm tin này ngày hôm nay chúng ta mới đến, chúng ta xây dựng à, chưa có nhiều, không quan trọng quan trọng là chúng ta hãy xây dựng niềm tin được không ạ? À, thứ nhất là tin công ty, thứ hai tin sản phẩm, thứ ba là tin chế độ trả thưởng hay không, thứ tư là tin xu thế, đó là gì ạ? Kinh doanh tại nhà công nghệ 4.0, đúng không ạ? À, xây dựng hệ thống người tiêu dùng, chúng ta tin tưởng hệ thống Grado, chúng ta tin đội nhóm của chúng ta không? Và cái quan trọng nhất trong này đó là tin chính bản thân mình có làm được hay không? Các anh chị ạ? đó đây là những cái niềm tin mà không phải ngày một ngày hai chúng ta xây dựng được mà nó cần có phải có thời gian và hà cũng tặng các anh chị một ba cái dòng rất là tuyệt vời này đó là tin tưởng là một loại năng lực lựa chọn cần có trí tuệ và thành công cần có bản lĩnh chúng ta tin tưởng rồi vậy cái điều cuối cùng là tất cả mọi thứ chúng ta tin tưởng rồi nhưng bản thân mình có tin tưởng mình làm được hay không điều đấy cũng vô cùng quan trọng Vậy Hà, với các anh chị sẽ đi vào từng nội dung. Nếu như ai chưa có niềm tin ngày hôm nay, Hà sẽ xây dựng cho các anh chị một số niềm tin mà nó hiển thị từ con số và hình ảnh trực tiếp. Đầu tiên về công ty, Hà xây dựng cho các anh chị cô bác, kể cả nhà phân phối cũ. Đôi khi chúng ta cũng cứ lao vào bán hàng, lao vào đi bảo trợ, nhưng chưa chắc chúng ta đã có những cái thông tin cụ thể về công ty. Về công ty thì Hà sẽ xây dựng niềm tin với các cô bang chị là công ty Amway, tập đoàn Amway là một tập đoàn đa quốc gia. Xây dựng sự nghiệp công ty từ năm 1959, hiện nay đã có 62 năm lịch sử. Có 18 nhà máy tại 4 quốc gia Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam. Kinh doanh phát triển trên 109 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chủ tịch tập đoàn là ông Jay Van ando và ông Rick DeVos là chủ tịch phòng thương mại Hoa Kỳ và chủ tịch hiệp hội bán hàng đa cấp trên toàn cầu hiện tại hai ngày dây và rick đã ra đã 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 mất và kế thừa cho hai người con là ông steve và ông steve van Andel là chủ tịch phòng thương mại hoa kỳ nhiệm kỳ thứ hai và ông đốt devot chủ tịch hiệp hội bán hàng đa cấp toàn cầu Amway được tạp chí Forbes bình chọn nằm trong top 30 công ty tư nhất nhân lớn nhất nước Mỹ. Và tại Việt Nam, Amway xây dựng hai nhà máy 2008 và 2015. Và trong Nghị định 40 năm 2018 đúng không? cấp giấy chứng nhận Amway là công ty đã cấp đầu tiên đủ điều kiện kinh doanh tại thị trường Việt Nam và doanh thu 2018 là 182,8 tỷ đô la Mỹ và luật pháp của 200 quốc gia đều thừa nhận, đặc biệt là những nước phát triển như Đức, Mỹ, Anh, Nhật, Singapore, Đài Loan và Trung Quốc thừa nhận và đây là những cái thông tin vô cùng chi tiết cụ thể mà bất cứ ai cũng có thể tra Google. Đây là những thông tin rất là thiết yếu để cho chúng ta có thể nghiên cứu và khi các anh chị, chị chỉ có đề... này ừ. thì có chạy slide không ạ có chạy slide đấy em à, có slide nhìn thấy không? không không chạy chị ạ nó đang dừng ở đâu em nhỉ đang dừng dừng ở slide đầu tiên chị ạ ừ. thì nghe chị nghe. mở lại nhé mở lại là. mọi người không thấy slide thì nhắc mình nhé bởi vì mình chia sẻ bằng slide rất là chi tiết nhắc sớm nha lai like chạy cho em nhỉ. Dạ chạy rồi chị ạ. Bước 1 đang niềm bước... tin chưa? Rồi ok. Bước một niềm tin thì Hà cũng nhắc lại cho các cô bác anh chị, chúng ta cũng không cần ghi đâu các anh chị có thể chụp màn hình đúng không ạ? Bước 1 xây dựng niềm tin, tin công ty, sản phẩm, chế độ, xu thế hệ thống, tin đội nhóm và tin chính bản thân mình. Và chúng ta đi vào bước cái dòng đầu tiên đó là chúng ta tin vào công ty đúng không Tin công ty thì Hà vừa mới đọc cho các cô bác anh chị rồi thì chúng ta có thể chụp lại đó chụp lại màn hình để chúng ta có thông tin khi các anh chị chia sẻ cái quan trọng nhất trong Amway là khi chúng ta đi chia sẻ minh họa sản phẩm chế độ trả thường rồi và cái điều quan trọng nhất đó là chúng ta giải đáp thắc mắc cũng như xử lý từ chối của khách hàng thì tất cả đây là những cái kiến thức xử lý từ chối chúng ta không thể học một ngày là lãnh đạo Tùng có thể chia sẻ được hết mà chúng ta cần phải tích lũy kiến thức trong năm tháng để chúng ta xử lý từ chối và những cái thắc mắc của khách hàng đúng không ạ tiếp đến là gì ạ như những nước Úc thì Amway vào từ năm 1971, Malaysia Amway có từ năm 76, Hồng Kông phát triển được 40 năm, Nhật Bản Amway vào từ năm 79 và Thái Lan năm 87. Đây là những top thị trường nằm trong top 10 Amway bán chạy nhất toàn cầu và Amway có hàng nghìn bằng sáng chế. Và Amway tại Việt Nam hoạt động từ 2008, kinh doanh hơn 200 sản phẩm và thường xuyên có các hoạt động thiện nguyện, từ thiện, phẫu thuật cho trẻ em sứt môi hàm ếch, mổ tim nhân tạo, ngăn dòng bỏ học, chống suy dinh dưỡng ở các tỉnh như lào cai nghệ an hà giang chung tay chống dịch covid rất nhiều các hoạt động đóng góp từ thiện và làm các hoạt động xã hội tiếp theo đó là tin sản phẩm các anh chị đó vậy chúng ta tin sản phẩm ngày hôm nay chúng ta tin sản phẩm là nghe người này người kia nói thì cũng là niềm tin nhưng cái quan trọng nhất là gì ạ chúng ta tin khi chúng ta sử dụng và tìm hiểu những thông số uh, chuẩn đúng không Amway có 3 trang trại hữu cơ có 6.400 mẫu anh tại Brazil, Mỹ, Mexico. Amway sản xuất độc quyền 500 sản phẩm thiết yếu hiệu quả an toàn, thân thiện môi trường và 1.000 bằng sáng chế đã cấp, 800 bằng sáng chế đang chờ cấp, 750 phòng thí nghiệm trên toàn cầu, thử nghiệm ứng dụng lâm sàng. Amway có 4 dòng sản phẩm chính đang kinh doanh tại thị trường. Chăm sóc đồ gia dụng thì là sản phẩm đầu tiên và duy nhất được cấp chứng chỉ xếp for choi hữu cơ an toàn nhất toàn cầu, làm sạch an toàn thân thiện bảo vệ môi trường. Chăm sóc cá nhân thì làm sản xuất theo công nghệ gió, công nghệ nước hoa cao cấp 3 tầng hương. Nutrilite thì đây là sản phẩm thực phẩm bổ sung dinh dưỡng đầu tiên trên thế giới, ra đời từ năm 1934 là hiện nay là có 87 năm lịch sử và Hà tin chắc rằng là dòng thẳng thực phẩm bổ sung Nutrilite có lịch sử 87 năm chắc chắn là hơn rất nhiều tuổi của chúng ta có hiện có trong Zoom. Đó, nếu như trong Zoom hiện nay có các cô bác anh chị trong đội nhóm Hà à, vào đầy đủ thì có một bác là 82 tuổi ở Bắc Ninh thì bác vẫn thấp hơn tuổi so với tuổi sản phẩm Nutrilite. Và sản phẩm mà có một lịch sử 87 năm thì tội gì chúng ta lại phải đi dùng những cái sản phẩm mới sáng chế 3 năm, 7 năm, 10 năm đúng không? Mà chưa phát hiện ra những cái chất không tốt cho sức khỏe. Đúng không? Vì vậy mà 8, năm sản phẩm được khẳng định là hữu cơ và an toàn nhất thế giới thì tại sao chúng ta không sử dụng lâu bền. Quy trình trồng trọt hữu cơ và được tạp chí Forbes bình chọn là sản phẩm bán chạy số 1 trong 10 năm liền. Atichi là dòng thương hiệu mỹ phẩm cao cấp top 10 thế giới. Đây là nhà tài trợ kim cương cho liên hoan phim Busan, Hàn Quốc. Đó. Những thông tin về sản phẩm và chế độ trả thưởng thì minh bạch công bằng liêm chính đảm bảo quyền lợi cho nhà phân phối thay vì trả tiền cho khâu trung gian Amway trả tiền cho hệ thống kinh doanh tạo ra doanh số Amway có hoa hồng hàng tháng hàng năm và tưởng thưởng theo thành tích chính vì vậy đã thu hút nhiều nhân tài bởi những cái giá trị công bằng liêm chính công khai này chúng ta thực sự có tin vào xu thế kinh doanh không kinh doanh trực tiếp và kinh doanh của thế kỷ 21 người tiêu dùng có lợi nhà phân phối là chủ công việc kinh doanh của mình không chịu áp lực về vốn mặt bằng công nhân doanh số đây là một mô hình kinh doanh minh bạch công bằng liêm chính được pháp luật Việt Nam thừa nhận theo nghị định 40 2018 đó đây là những cái xu thế mà xu thế là gì các anh chị không tin nó vẫn xảy ra còn nếu như chúng ta tin chúng ta đi theo xu thế thì chúng ta sẽ được hưởng lợi chúng ta sẽ được thành quả cùng với xu thế phát triển của thế giới Chúng ta có tin hệ thống Grado không? Sáng lập hơn 40 năm, chúng ta được dẫn dắt bởi người thầy Phó Hậu Kiên là hoàng quan đại sứ của bốn quốc gia. Và trong hệ thống của thầy Phó Phó Hậu Kiên chiếm khoảng gần 50% FC trên toàn cầu. FC Châu Trí Kiên của chúng ta là FC của hai quốc gia FC Châu Uyển Minh là người thầy trực tiếp dẫn dắt hệ thống của chúng ta và rất nhiều FC Diamond khác đang cùng đồng hành cũng như dẫn dắt hệ thống của chúng ta. Vậy chúng ta có tin tưởng vào những người lãnh đạo đang đang đồng hành, đang giúp đỡ và hỗ trợ chúng ta hay không? Thì chúng ta cần phải gì ạ? À, tìm hiểu một cách trực tiếp hay gián tiếp. Thì tùy thuộc vào tất cả các cô ba anh chị. Nhưng những cái thông tin này Hà chia sẻ cho các anh chị là nó có thật và hiện tại là nó đang có trên toàn thế giới cũng như tại Việt Nam của chúng ta. Bước thứ hai à, bước thứ hai trong 10 bước thành công trong Amway đó là tìm lý do làm Amway. Và đây cũng chính là động lực sẽ giúp cho các cô bác anh chị thành công trong Amway. Là chúng ta có động lực lớn thì khó khăn chúng ta sẽ nhỏ. Nhưng nếu như chúng ta động lực nhỏ thì khó khăn của chúng ta vô cùng lớn và làm Amway vô cùng áp lực, mệt mỏi các anh chị ạ. Vì vậy mà các anh chị nhìn thấy rằng là có phải ai vào làm Amway cũng có động lực lớn đâu và có rất nhiều người làm Amway xong bỏ Amway, không biết tại sao mình lại làm Amway. Bởi vì sao ạ? Những người bỏ Amway và không còn đồng hành với Amway sau một thời gian bởi vì họ không tìm thấy một lý do động lực đủ lớn để họ đi tiếp trên con đường thành công cùng Amway. Và trong tất cả các ngành nghề các anh chị ạ, không có một ngành nghề nào thành công là con đường trải đầy hoa hồng mà tất cả những con đường đi đến thành công không chỉ có trong amway đều có rất nhiều khó khăn phong ba bão táp tuy nhiên con đường đến với amway thì sẽ không làm cho chúng ta phải đổ máu phải đổ mồ hôi quá nhiều hoặc phải làm cho chúng ta mất mát quá lớn mà trong amway chỉ cần chúng ta kiên trì chúng ta nỗ lực chúng ta chăm chỉ làm những việc mà lãnh đạo chúng ta đang làm vượt qua những khó khăn trở ngại lớn nhất trong amway đó chính là về tâm lý À, về sự từ chối cũng như à, những cái khó khăn đấy tưởng chừng nó lớn nhưng thực ra vượt qua nó cũng không khó đâu các anh chị bởi vì ngày hôm nay chúng ta chia sẻ bạn của chúng ta chưa hiểu sản phẩm Amway bạn của chúng ta chưa chưa, chưa hiểu giá trị của Amway và bạn của chúng ta không có nhu cầu không có ước mơ lớn trong cuộc sống thì họ từ chối là việc rất bình thường và những cái việc từ chối đó là họ không trở thành nhà phân phối hợp tác với chúng ta thì họ cũng trở thành nhà phân phối hoặc khách hàng tiêu dùng đánh răng, rửa mặt, rửa bát cùng chúng ta có tuyệt vời không ạ? Vì vậy mà Hà chia sẻ với các anh chị, bước thứ hai ở đây, các anh chị hãy tìm ra động lực đủ lớn, hãy liệt kê ít nhất 20 lý do các anh chị làm amway. Sau buổi đại hội ngày chúng ta quyết định làm amway thì chúng ta đừng có đi bán amway vội, đi bán sản phẩm hay đi mời người làm vội bởi vì khi bạn của bạn hỏi là Bạn đang là giám đốc, bạn đang là công nhân Bạn đang là giáo viên, bạn đang là trưởng phòng nọ, trưởng phòng kia Tại sao bạn lại làm âm ấy? Đúng không ạ? Thế lúc đấy bạn ngớ người ra, bạn nói rằng Tôi cũng chẳng biết được, tôi chỉ thấy sản phẩm tốt Tôi chỉ thấy người ta nói đây mình làm được 5.000 đô một tháng 7.000 đô một tháng thì tôi làm Những cái lý do đó nói ra cho bạn mình Thì nó trở nên quá hão huyền Bởi vì sao? bạn đã làm được chưa mà bạn rủ tôi làm đúng không ạ vì vậy mới nhất định các anh chị cô bác cần phải có 20 lý do và viết ngay trong buổi tối ngày hôm nay nếu như chúng ta quyết định làm amway thì khi các anh chị viết ra lý do này người lãnh đạo trực tiếp dẫn dắt các anh chị hoặc người lãnh đạo platinum sẽ sửa sẽ cùng các anh chị sửa sang lý do làm amway để cho các anh chị có một động lực đủ lớn để làm thành công với amway nếu như chúng ta có lực động lực đủ lớn thì các anh chị sẽ kiên trì không bỏ cuộc và tìm ra rất nhiều lý do và rất rất nhiều cách để chúng ta có thể thành công với Amway. Và 20 lý do này chính là công cụ động lực cũng như là để công cụ để các anh chị chia sẻ với những người bạn mà các anh chị muốn họ cùng hiểu Amway, cùng đồng hành với mình. Các anh chị cần phải nói trong bài OPP của mình trước khi các anh chị OPP, đó chính là OPP cuộc sống. Sau đó đến mới đến OPP con số, đúng không ạ? Đó, bước thứ hai. Và bước thứ ba. Đó. Các anh chị nhìn đi nhìn lại thấy Hà nói chưa có bước nào bảo các anh chị đi bán hàng cả, đúng không? Chưa thấy có bước nào xui các anh chị đi bảo trợ đâu. Bởi vì các anh chị làm sai cái quy trình cho nên chúng ta mới bị bị gì? Nản đúng không? Bước thứ ba, chúng ta hãy tìm người lãnh đạo tích cực để quy hoạch mục tiêu cùng chúng ta. Vâng. Bây giờ các anh chị đang muốn lên diamond, đang muốn lên silver, đang muốn lên platinum, đang muốn lên FC. Giống như chúng ta muốn xây một ngôi nhà một tầng là platinum nữa. Xây ngôi nhà 3 tầng là emerald, xây ngôi nhà 6 tầng là diamond, xây ngôi nhà 21 tầng là FC chẳng hạn. Vậy có phải chúng ta cứ đi sông ra bãi cát chúng ta mua cát, sông đến lò gạch chúng ta mua gạch về là có thể trở thành ngôi nhà 6 tầng được không ạ? Chắc chắn là không. Vì vậy trong Amway cũng vậy, lên Platinum thì giống như các anh chị xây một ngôi nhà mái bằng. Lên Emoro 3 nhánh, Platinum giống như các anh chị xây ngôi nhà 3 tầng. Lên Diamond là 6 nhánh giống như các anh chị xây ngôi nhà 6 tầng. Vậy trước khi xây ngôi nhà, chúng ta cần phải tìm một kiến trúc sư hoặc ít nhất là một kỹ sư hoặc thấp nhất là một chủ thầu xây dựng để chúng ta cùng ngồi vạch ra mục tiêu là tôi muốn xây nhà bao nhiêu tầng, anh giúp tôi thiết kế mặt bằng và thiết kế tài chính xem là hết bao nhiêu và tôi phải làm những điều gì. Thì giống như các anh chị xây dựng mục tiêu trong Amway là ngắn hạn, mục tiêu Silver, Platinum, trung hạn, chúng ta mục tiêu cao hơn Emerald Diamond và mục tiêu dài hạn là mục tiêu Double Diamond FC chẳng hạn. Vậy chúng ta phải ngồi với người lãnh đạo tuyến trên của chúng ta để chúng ta vẽ xem là chúng ta cần trong năm tài chính này đúng không? Chúng ta cần lên đến danh hiệu nào hoặc chúng ta cần mức thu nhập nào để chúng ta ngồi quy hoạch với nhau sau đó chúng ta sẽ làm những việc gì bắt đầu từ ngôi nhà của mình hội họp gia đình giống như lãnh đạo Hồng Hà chia sẻ sáng nay với chúng ta đúng không ạ thì chúng ta mới có từng bước đi vững chắc và làm đâu thắng đó chia sẻ đâu được đó chứ chúng ta đừng làm cứ vơ bèo và tép kiến thức thì không có đúng không ạ không có một cái mục tiêu mục đích gì, cứ gặp ai nói bừa nói phứa và cuối cùng về nói rằng là gì? Em làm thử Amway rồi. Hà ơi tứ làm thử Amway rồi không được đâu. Thì Hà xin lỗi mọi người, làm thử Amway thì chắc chắn phải có kết quả thử thôi chứ ạ. Khi các anh chị làm thật Amway thì mới có kết quả thật, đúng không ạ? Vì vậy mà nhất định chúng ta phải tìm một người lãnh đạo tích cực để quy hoạch mục tiêu. Kể cả mục tiêu trong tháng này là bao nhiêu, 3%, 6%, 9%, 21% và năm tài chính chúng ta còn gì ạ? Còn 8 tháng vì bây giờ tháng 1 đến tháng 8 năm sau. Vậy 8 tháng này có đủ để chúng ta lên platinum hay không? Hay chúng ta sẽ dừng ở gold hay chúng ta lên silver hay chúng ta đặt mục tiêu bronze? Nhất định là phải rõ ràng. Và nếu như các anh chị không có quy hoạch mục tiêu thì giống như các anh chị ngày hôm nay gọi một chiếc taxi đến và nói rằng là đến đây để chở tôi đi và đến khi taxi đến rồi lái Người lái xe hỏi là Chị ơi chị muốn đi đâu Thì bạn lại trả lời taxi rằng là Anh muốn chở tôi đi đâu thì chở Thì theo các anh chị Người lái xe đây có dám đưa các anh chị đi không ạ Chắc chắn là gì Xin mời các bạn đúng không? Xin mời chị xuống xe cho Để tôi còn đi làm việc Tôi không tào lao với chị đúng không Tôi không thể đưa chị đi Cái nơi mà chị còn không biết đúng không Để mất thời gian của tôi Vậy trong Amway um cũng như vậy Nếu như chúng ta xác định quyết định làm Amway mà chúng ta cứ yêu cầu là lãnh đạo ơi giúp em đi lãnh đạo ơi giúp chị đi lãnh đạo ơi giúp anh đi nhưng mà lãnh đạo hỏi là thế anh định làm Amway tháng này mục tiêu bao nhiêu và năm này anh định làm như thế nào bảo là thì mình lại trả lời là thôi cứ làm đi được bao nhiêu thì được thì lúc đấy lãnh đạo của các anh chị cũng giống như người lái xe kia thôi và nói rằng là thế thì anh chị xin lỗi các anh chị cứ làm đi lúc nào cần khó khăn cần cái gì thì sẽ gọi em bởi vì em còn đang tập trung vào những nhánh platinum và những nhánh mục tiêu SP và những nhánh mục tiêu 6%, đúng không ạ? Bởi vì nó rất là rõ ràng là gì? Chúng ta cần phải có mục tiêu thì lãnh đạo mới biết giúp chúng ta đến đâu. Và Hà cũng chia sẻ một cách chi tiết luôn. Các anh chị nói rằng là tớ hoặc bạn hoặc là anh lần chỉ có mục tiêu 3% tháng này thôi. Thế thì bạn vừa mới mua sản phẩm về dùng đã 4 triệu rồi. Còn một triệu rưỡi thì lãnh đạo anh chị cần gì phải tập trung thời gian Đúng không ạ? Một triệu rưỡi đấy các anh chị chỉ cần minh họa cho hai người Mỗi người mua 700 nghìn là các anh chị đã đạt 3% Đúng không ạ? Và nếu như các anh chị đặt mục tiêu là gì? Em tháng này lên Brown Brown là gì? Là 15% có ít nhất là ba nhánh trở lên 6% Đúng không ạ? Có đủ tiêu chuẩn Thì lúc này khi mà nhìn vào doanh số cũng như hệ thống của anh chị đầu tháng là mới có 6% và có hai nhánh thì rõ ràng là lãnh đạo sẽ sát và vai kề cánh cùng các anh chị để làm sao cho đủ ba nhánh đến bốn nhánh và làm sao đến chia nhỏ mục tiêu từng tuần, từng ngày, từng giờ ra để cùng hỗ trợ chúng ta, đồng hành với chúng ta để đến cuối tháng chúng ta hoàn thành mục tiêu. Đúng không ạ? Vì vậy các anh chị ạ, các anh chị càng đặt mục tiêu lớn thì các anh chị càng lấy thời gian tâm huyết của các lãnh đạo các anh chị càng cao và chúng ta đặt mục tiêu, đừng bao giờ các anh chị đặt mục tiêu rồi bỏ đấy và đừng bao giờ vui đùa với mục tiêu bởi vì sao Hà được cũng rất nhiều tuyến dưới vui đùa với Hà các anh chị ạ, nhưng bởi vì là Hà có kinh nghiệm đặt mục tiêu rồi cho nên ai vui đùa, ai đặt mục tiêu tâm huyết là trong chặng đường làm trong quá trình làm, Hà đều rất quan sát hành vi giọng nói cũng như những cái việc làm hàng ngày của những người đặt mục tiêu vì vậy mà hà thường 50 50 đặt phương án dự phòng vì vậy mà gì hà cũng chia sẻ với các tuyến dưới của hà ngày hôm nay trong zoom cũng như tất cả các anh chị trong tuyến ngang của chúng ta chúng ta đặt mục tiêu chúng ta nghiêm túc với mục tiêu cùng với sự đồng hành của lãnh đạo thì chắc chắn các anh chị sẽ hoàn thành bởi vì sao tất cả các anh đạo bản thân Hà cũng như tất cả các anh đạo cùng với tuyến dưới đặt mục tiêu thì bao giờ cũng đặt mục tiêu rất sát. Sát với năng lực và gì ạ? có thời gian thời hạn rõ ràng và cái bài đặt mục tiêu là đều có những cái buổi đào tạo rất là chi tiết các anh chị ạ. Vì vậy mà nếu như ai đó à, à, cũng có chứ có rất nhiều người đặt mục tiêu xong nó thả mục tiêu, ngày 25, ngày 20 đã thả rồi. Tại thằng tuyến trên mới lên được thì mới lên trả lên được thì thôi có không ạ à? có đấy và gì ạ cũng có rất nhiều người cứ ấm ở với mục tiêu đặt ra nhưng không chịu gì ạ, phối hợp và không chịu làm vậy các anh chị ạ có thể lãnh đạo các anh chị đồng hành với mục tiêu đó với các anh chị một tháng hai tháng ba tháng nhưng nếu như cứ mãi bông đùa với mục tiêu thì lãnh đạo các anh chị cũng không dám đồng hành với các anh chị mà cái quan trọng nhất của chúng tôi là những người lãnh đạo sẽ nghiêm túc với những người đặt mục tiêu nghiêm túc và cam kết và trong Amway những người lãnh đạo bản thân Hà cũng vậy học hai nhà đồng sáng lập học những người lãnh đạo đứng đầu của hệ thống đó là gì Amway nói là làm hứa là thực hiện và cái từ cam kết lúc nào cũng có trong đầu và người lãnh đạo đầu tiên cái tố chất đầu tiên của người lãnh đạo không phải là minh họa giỏi hay OPP giỏi hay có bao nhiêu tiền trong túi hay có bao nhiêu mối quan hệ mà cái quan trọng nhất của một người tố chất lãnh đạo nhá, chứ hà chưa nói là là platinum hay diamond mà tố chất kể cả ngày hôm nay các anh chị lần đầu tiên đến với amway đại hội này thì cái tố chất của một người lãnh đạo kể cả trong truyền thống bởi vì hà đã từng là lãnh đạo trong truyền thống thì cái tố chất của người lãnh đạo toát ra từ con người này đó là sự cam kết nói là làm hứa là thực hiện không nói hai lời đó là điều mà hà rất yêu thích vì bản thân Hà trong truyền thống Hà cũng là con người như vậy cho nên từ những cái tố chất đó mình đưa cái tố chất vào uh, kinh doanh Amway và mình mình lấy được thời gian lấy được tâm huyết của lãnh đạo tuyến trên dẫn dắt với mình và cái mục tiêu không những là mục tiêu chỉ là danh hiệu mục tiêu chỉ là thu nhập mà chúng ta cần phải có rất nhiều mục tiêu trong Amway đó là mục tiêu chúng ta học tập mục tiêu đội nhóm mục tiêu tháng mục tiêu tuần theo giờ và theo ngày và cái quan trọng anh chị ạ Bài 10 bước thành công cho Amway Nghe rồi khổ lắm nói mãi Đúng không ạ Nghe rất nhiều lần lãnh đạo Nhung cũng đào tạo Lãnh đạo cô FC Châu Uyển Minh cũng nghe Rồi và ngày hôm nay lại Hà lại chia sẻ với các cô bang anh chị Nó nói đi nói lại 10 bước nhiều lắm rồi Nhưng cái quan trọng nhất đối với một người làm Amway đó là gì Nói rồi khổ lắm đúng không Biết rồi khổ lắm nói mãi Nhưng làm được chưa Đúng không? Nếu chúng ta làm được rồi Vậy chúng ta đã chia sẻ đào tạo cho tuyến dưới chúng ta làm được chưa? Điều đó rất quan trọng. Nếu chúng ta làm được rồi, vậy chúng ta đào tạo tuyến dưới cùng làm với chúng ta. Nếu chúng ta chưa làm được thì phải nghe, học đến lúc nào làm được rồi thì lên Zoom đào tạo, đúng không ạ? Vì vậy mà đừng có nó vội là gì ạ, chúng ta nghe rồi là chúng ta lại không nghe nữa. Bản thân Hà học 10 năm rồi vẫn phải học lại, liên tục các anh chị ạ. Vì vậy mà mục tiêu học tập vô cùng quan trọng. À, và ngoài cái học tập để chúng ta lấy kiến thức Chúng ta lại lấy nguồn năng lượng Từ các lãnh đạo các anh chị Tại sao đại hội thành công của chúng ta Lại mở ra hàng tháng Giống như hàng ngày cuối giờ 10 giờ đi ngủ Các anh chị phải nạp pin điện thoại vậy Thì hàng tháng sau một thời gian 30 ngày chúng ta làm việc vất vả Từ chối có, đồng ý có Hân hoan có, vui vẻ có à, Khóc thầm có à, Rồi phẫn nộ có Rất nhiều các cái cung bậc cảm xúc mà chúng ta có trong 30 ngày làm việc thì chúng ta cái năng lượng của chúng ta đang bắt đầu đi làm ở cái năng lượng sau đại hội thành công thì năng lượng đang ở số 10 và dần dần nó tụt xuống 7 xuống 6 xuống 5 thậm chí là nó xuống 1 và rất may mắn có rất nhiều người xuống 0 thì lại vào đại hội thì nó lại vọt lên đến 10 các anh chị ạ. Vì vậy mà đại hội nó là một nguồn năng lượng là một cái nơi sạc pin cho các anh chị thì nhất định thích hay không thích yêu hay không yêu cũng cứ vào nghe và hà hay chia sẻ với mọi người gì nếu như mình không yêu học tập không yêu môi trường đại hội không yêu các cái buổi đào tạo của nhóm buổi buổi tối sinh hoạt trung tâm hàng tuần thì nói thật với các anh chị thì cũng chúng ta yêu giá trị amway đến đâu thì nó cũng sẽ không đến với chúng ta bởi vì sao chúng ta phải yêu môi trường Thì chúng ta mới cảm thấy giá trị Để chúng ta đưa những người bạn của chúng ta vào môi trường này à, Sau đây trong bước, 10 bước này Là một cái bước rất quan trọng Là chúng ta đưa những người bạn của chúng ta vào môi trường Amway Để hiểu Amway rất là quan trọng Đây là bước thứ ba Nhất định chúng ta phải quy hoạch mục tiêu Sau ngày hôm nay hãy ngồi cùng lãnh đạo của chúng ta Thiết kế ngôi nhà Amway của chúng ta Xem là chúng ta cần ngôi nhà Mấy tầng được không ạ bước tư bước thứ tư này các anh chị đã được nghe lãnh đạo đỗ văn ngân chia sẻ cho chúng ta sáng ngày hôm nay vô cùng chi tiết đúng không ạ là bước bốn liệt kê danh sách và chuẩn bộ bị dụng cụ đầy đủ đó và chúng ta chuẩn bị quyền liệt kê danh sách bộ minh họa bộ opp rất là đầy đủ đúng không và bước này cũng chưa cần phải đi bán hàng Đấy, chúng ta cần phải liệt kê nhưng hà cũng cảnh, cảnh báo tất cả các cô bác anh chị là cái bước này là bước là biết rồi khổ lắm nói mãi có khi có 10 nhà phân phối chỉ có hai ba nhà phân phối chịu liệt kê thôi các anh chị và nói biết rồi khổ lắm nói mãi xong đùng một cái một ngày nào đó đẹp trời nào đó đến công ty vào zoom tự dưng thấy bạn mình lên silver tự dưng mở quyền tạp chí ra thấy bạn mình là platinum lúc đấy mới giật mình là gì thôi chết rồi lúc làm âm hơi quên không liệt kê danh sách mình cứ nhìn điện thoại là có ai là bạn đâu gọi đấy đúng không Thế cho nên cái bước liệt kê danh sách này vô cùng quan trọng các anh chị nhé Để chúng ta không thất thoát nhân tài Cái tiếp theo đó là lãnh đạo của các anh chị sẽ nhìn danh sách của anh chị Biết được rằng là người này sẽ chia sẻ ở góc độ là sản phẩm, kinh doanh hay là sức khỏe hay là sắc đẹp Và người lãnh đạo chúng ta chỉ có một đến 5 lãnh đạo ở trên thôi, hoặc là cùng lắm 10 lãnh đạo. Nhưng lãnh đạo của chúng ta thì có 10, 20, 100 tuyến dưới đặc biệt đai mình thì có hàng trăm tuyến dưới nữa vì vậy mà không thể có đủ thời gian ngồi hỏi các anh chị là anh này tên là nguyễn văn a địa chỉ ở đâu trình độ nghề nghiệp thế nào đã tiếp cận sản phẩm gì chưa ước mơ thế nào không thể ngồi hỏi các anh chị như thế được vì vậy mà ai là người khôn trong kinh doanh amway đó là liệt kê danh sách ra b đến trước mặt lãnh đạo của anh chị thì cái vốn là tài nguyên nhân tài của anh chị danh sách của anh chị sẽ biến thành tài sản trong hệ thống các anh chị một cách nhanh gọn nhất anh chị ạ vì vậy mà hãy liệt kê danh sách để để chúng ta cùng lãnh đạo của chúng ta phân tích danh sách và triển khai khai thác hệ thống nhân tài từ những danh sách này chi Ti tiết thì anh các anh chị có thể nghe lại bài của lãnh đạo ngân ạ bước thứ năm đó là chúng ta học tập hội họp đầy đủ và tham dự các khóa đào tạo BTC dành cho người nhà phân phối quyết định làm Amway được không ạ đó thế thì học tập hội họp đầy đủ có nghĩa là gì chúng ta học tập thì rất là nhiều nguồn các anh chị nhé học tập từ công ty học tập từ hệ thống học tập từ đội nhóm nhỏ của mình học tập từ chính lãnh đạo của mình học tập từ đại hội học tập từ Hội họp gia đình, nhà mình và tuyến ngang của mình. Vì vậy mà ai càng có tâm thái học tập tốt. Trong Amway cứ nói đi nói lại là học tập nghe tưởng dễ. Nhưng nó không đơn giản các anh chị ạ. Bởi vì sao? Có rất nhiều người là gì? Cứ làm, làm đi làm lại. Học đi học lại. Cảm thấy quá nhàm. Và chỉ cần các anh chị rời xa cái môi trường học tập. Các anh chị chỉ cần nhìn thấy những người không vào đại hội. Một tháng, hai tháng, ba tháng, sáu tháng là các anh chị đã thấy rằng gì họ đã biến mất trong Amway rồi và họ đã trở đi bán bán online bán các cái đồ khác rồi đúng không vì vậy mà chúng ta muốn để thoát khỏi cạm bẫy cạm bẫy là gì ạ là không còn nhiệt trong Amway nữa thì chắc chắn là các anh chị cần phải vào môi trường học tập cứ vào học tập đi hội họp đủ nhiều đi 2 năm đến 5 năm đi rồi chúng ta có kinh nghiệm và chúng ta sẽ có đội nhóm học tập cùng với chúng ta Chúng ta tham dự khóa BTC là cái khóa đào tạo đầy đủ kỹ năng làm Amway cho nhà phân phối cũ và nhà phân phối mới. Các anh chị chưa tốt nghiệp, chưa có bằng nhất định phải vào học để tốt nghiệp để có bằng BTC, bởi vì đây là cái bằng tốt nghiệp đầu đời giống như một cái bằng chúng ta uh, học toàn bộ các kỹ năng giống như bằng tốt nghiệp cấp 3 của chúng ta để chúng ta bắt đầu là trở thành một công dân 18 tuổi để có đủ gọi là một số các cái kỹ năng để ra ngoài đi làm hoặc là học đại học thì nhất định chúng ta phải cầm bằng BTC trong tay còn tất cả những cô bác anh chị nào đã có bằng BTC chúng ta vào học để chúng ta tự đào tạo tuyến dưới của chúng ta mới khi không có khóa đào tạo BTC chúng ta đào tạo tại nhà hội họp tại nhà vì vậy mà học đi học lại BTC không hề thừa và ngoài ra các anh chị cũng trở thành những chủ giảng trong những khóa học BTC này bởi vì các cô bác chị đã có có bằng cũng như đã tốt nghiệp và đã thực hiện lên SP lên Bron lên Platinum lên rất nhiều danh hiệu để các anh chị truyền tải lại những cái kinh nghiệm cũng như kỹ năng cùng với lãnh đạo của các anh chị để lan tỏa những cái giá trị và những kiến thức mà chúng ta đã làm được rồi thực hành được rồi và có kết quả rồi cho những nhà phân phối mới đúng không ạ và học tập là con đường ngắn nhất để đến thành công. Không am quay, không có con đường tắt các anh chị nhé. Có rất nhiều các cô bác anh chị, thậm chí tuyến dưới của Hà vào được đôi ba tháng, bắt đầu quan sát nào là BTC, nào là đào tạo nâng cao, rồi lại sản phẩm, xong lại đại hội, xong lại con đường thành công. À, anh nghĩ ra cách này làm tắt, chị nghĩ ra cách này làm nhanh lắm hả? Không phải thế nọ, không phải thế trai để Hà cứ nghe, Hà lắng nghe Tất nhiên là những cái sáng kiến đó rất là hay Chúng ta có thể áp dụng thêm anh chị nhé Chứ chúng ta không thể thay thế những cái phương pháp Mà đến thậm chí đến bây giờ FC của chúng ta vẫn đang phải làm theo những cái bước đó Thì không có lẽ nào chúng ta lại thông minh hơn FC Những cái người người ta đã làm 30 năm rồi Và đặc biệt Amway người ta đã tồn tại 62 năm lịch sử rồi Chẳng lẽ người ta lại bao nhiêu cái đầu của những nhà khoa học chẳng nhẽ không bằng cái đầu của mình sao đúng không ạ vì vậy chúng ta có bất cứ một phương pháp gì một sáng kiến gì chúng ta cứ chia sẻ với lãnh đạo của chúng ta để lãnh đạo chúng ta tiếp thu và cùng phối hợp cùng với những phương pháp mà chúng ta đang đang được học tập cùng với hệ thống đúng không ạ và chúng ta cũng đừng có nghĩ ra một cái sáng kiến cái sáng tạo nào đó mà chúng ta đã rủ tuyến ngang hoặc dụ tuyến dưới của chúng ta làm và chúng ta bảo rằng là gì? Đừng đừng phải theo lãnh đạo trên nữa, làm theo tôi đi. Có cách này còn nhanh hơn, ngắn hơn, thành công nhanh hơn. Đó thì chúng ta lại dẫn dắt không những đi đường tắt mà chúng ta lại đi đường vòng đấy các anh chị ạ. Rồi làm đi, làm lại, làm tái, làm hồi lại, quay lại. Grado 3S làm theo BTC thôi các anh chị ạ. Vì vậy Hà cũng xin nhắc nhở nhỏ ở đây là gì có rất nhiều các cô bác anh chị, chúng ta là tinh anh của rất nhiều ngành nghề và đều là những người rất tài giỏi. Nếu không tài giỏi thì chúng ta đã không tồn tại được trong công việc của chúng ta cũng như trong xã hội, đúng không ạ? Vì vậy mà chúng ta kết hợp những sự tài giỏi đấy của chúng ta cộng với những phương pháp chuẩn của hệ thống chúng ta đưa ra thì nó là quả là rất là mỹ mãn, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và mục tiêu không thay đổi, những phương pháp chúng ta có thể thay đổi, nhưng phương pháp nào để đến thành công ngắn nhất thì chúng ta gì ạ? đều bám sát những cái phương pháp chuẩn của FC cũng như Amway 62 năm đã dạy cho chúng ta đó là 3S 1M. Và học tập chính là con đường ngắn nhất đến thành công. Bước 6, chúng ta có quan niệm thái độ chuẩn thì vừa nãy lãnh đạo Thắm đã chia sẻ cho chúng ta gồm có những cái quan niệm gì để cho, cho chúng ta à, bước đến thành công với Amway một cách tuyệt vời nhất và chúng ta không bị đi đường vòng. Và quan niệm thái độ này nó chiếm đến 99,9% các anh chị ạ. À, phương pháp, kỹ năng, rồi vốn, rồi rất rất nhiều các điều kiện khác nó chỉ chiếm một phần trăm rất 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 nhỏ trong thành công trong Amway mà thôi. Bởi vì các anh chị ạ, cho dù chúng ta có rất nhiều danh sách khách hàng tiềm năng. Cho dù chúng ta có rất nhiều tiền để chúng ta đầu tư vốn, đúng không? Cho dù chúng ta à, rất là giỏi trong xã hội, cho dù chúng ta có văn phòng rất là lớn, cho dù chúng ta có có rất nhiều điều kiện hơn những người khác, nhưng nếu như quan niệm thái độ của chúng ta giống như những điều lãnh đạo thắm vừa chia sẻ mà không chuẩn, mà lệch lạc, thì tất cả những điều trên chúng ta đã tốt rồi đều trở nên vô nghĩa và đấy là lý do vì sao rất là nhiều người giỏi thành công trong truyền thống vào Amway không có thái độ quan niệm chuẩn và lại ra đi khỏi môi trường Amway rất nhanh và rất rất là gì ạ? Rất nhanh và rất nhiều người cũng đã có những nấc thang thành công trong Amway rồi. Quan niệm thái độ làm lên cao rồi bắt đầu là gì ạ? Tự cao tự mãn, tách ra làm một mình hoặc là coi thường tuyến trên coi thường lãnh đạo tuyến ngang, coi thường lãnh đạo tuyến trên dẫn dắt mình và có thái độ quan niệm không chuẩn, bắt đầu lệch lạc và làm rất nhiều điều khuất tất cũng như vi phạm quy tắc ứng xử trong Amway. Thì đến khi mà đã thành công rồi, lúc đó cũng sẽ có khả năng quay về vị trí số 0 ban đầu. Đó, vì vậy mà chúng ta có quan niệm thái độ chuẩn này không phải chỉ trong quá trình chúng ta làm Amway đến thành công mà khi đến thành công rồi và thành công cao rồi, chúng ta vẫn phải có quan niệm thái độ chuẩn các cô bác anh chị ạ. Vì vậy mà để có quan niệm thái độ chuẩn là những điều gì? 9 điều lãnh đạo thắm vừa chia sẻ, chúng ta hãy nghe lại để chúng ta đi theo kim chỉ nam đó để chúng ta thành công cùng với những người lãnh đạo của mình và cùng với Amway. Đồng thời các anh chị ạ, làm Amway chúng ta là mối quan hệ giữa con người và con người nếu bản thân chúng ta không có cái thái độ chuẩn không trở thành một phiên bản chuẩn thì chúng ta sao chép xuống những người đối tác những người tuyến dưới của chúng ta và những người lãnh đạo trong đội nhóm của chúng ta không chuẩn thì cả một thế cả một cái hệ thống không có quan niệm thái độ chuẩn làm sai làm sai một ly sẽ đi một dặm và các anh chị biết được các cụ chúng ta có câu tam sao thất bản nếu như bản chính của chúng ta còn không chuẩn thì xuống bản dưới cũng nát be nát bét mà thôi đúng không ạ vì vậy nhất định cần phải có quan niệm thái độ thật sự chuẩn chuẩn mực thứ tá thứ bảy điều thứ bảy đó đó là gì chúng ta cùng dẫn dắt những người bạn hợp tác của mình tham dự vào môi trường amway môi trường amway nó giống như là tức là môi trường amway thì nó rất là bao quát rất là rộng các anh chị các anh chị đưa vào môi trường gồm có những cái môi trường hội họp gia đình này, môi trường của đội nhóm, môi trường của hệ thống, môi trường của công ty, âm môi của công ty đúng không ạ? Và nếu như các anh chị không yêu đại hội, các anh chị không roi vào những cái chương trình huấn luyện của nhóm nhỏ của mình hàng tuần thì các anh chị làm sao đưa những người bạn của mình vào môi trường để lãnh đạo mình cùng dẫn dắt, cùng hợp tác. Bản thân mình còn không vào nghe đại hội thì ai theo chúng ta vào đại hội và các anh chị không cảm thấy đại hội quan trọng thì chẳng có ai theo các anh chị vào đại hội và trong Amway có câu no meeting no Amway không hội họp thì không phải là Amway Đấy, các anh chị cứ nhớ cái câu này bản thân ta không yêu đại hội không yêu môi trường đào tạo hàng tuần của nhóm không vào OPP của nhóm cũng lãnh đạo mình mở ra hội họp gia đình cũng không đến cùng với những người bạn thì làm sao chúng ta dẫn được những người bạn hợp tác của chúng ta Thôi thì Hà cũng chia sẻ với các cô bác anh chị Nghe nhiều khổ lắm nói mãi Thôi mình chẳng nghe Thì mình cũng cứ mở ra Mình đưa người bạn mình vào Mình không muốn nghe thì mình cứ đến Mình dẫn người bạn mình đến tìm hiểu Amway Đến xem minh họa, đến xem OPP Đến ăn nổi Mình ăn chán ở nhà mình rồi Thì mình ngồi mình ăn, mình gật gù Mình ngồi giống như lãnh đạo Phương Sơn chia sẻ Chúng ta gật đầu Mỉm cười Đúng không? Và hưởng ứng những điều lãnh đạo của chúng ta chia sẻ cũng được các anh chị ạ. Đó, chúng ta gọi là gì? Trong Amway có sự dẫn dắt và phối hợp. Bởi vì chúng chỉ khi chúng ta yêu môi trường Amway thì những đối tác của chúng ta, những tuyến dưới của chúng ta mới biết được đến môi trường Amway và yêu môi trường và chỉ cần các cô bác anh chị cùng đối tác của mình ở trong môi trường Amway đủ lâu từ 6 tháng đến 2 năm và đến 5 năm thì chắc chắn các cô anh chị cũng như những đối tác của chúng ta sẽ yêu amway và kết quả chúng ta yêu khi chúng ta tình yêu của chúng ta với amway đủ lớn thì kết quả của amway sẽ đến với chúng ta các anh chị ạ đó cho nên nhất định là phải dẫn dắt những đối tác của mình vào môi trường amway và đây cũng là những cái bài học xương máu từ trong đội nhóm từ trong hệ thống bởi vì hà cũng có rất nhiều người đối tác những người tuyến dưới của hà Bán hàng rất tốt, bảo trợ rất tốt, nhưng không yêu lắm môi trường hội họp và cũng không dẫn những người bạn của mình vào đội nhóm, không dẫn vào đại hội. vậy không hà thử hỏi với các cô ba anh chị, anh chị muốn mình là lãnh đạo dẫn dắt đội nhóm bản thân mình còn không đưa mình vào môi trường để cống hiến để giảng bài để vào học tập. Thì những người tuyến dưới của các anh chị làm sao biết được các anh chị giỏi đến đâu Làm sao họ biết được rằng là họ cần phải làm gì Ví dụ như bài hôm nay là bài 10 bước thành công Các anh chị không đưa vào thì họ chỉ biết làm Amway là đi bán hàng Làm Amway là đi mời người làm Amway Cùng lắm là hai cái chấm hết đó là xong Và à, nếu như ai chỉ nghĩ rằng Amway bán hàng cứ đi bán hàng đi Ai chỉ nghĩ rằng Amway là đi mời người đi rủ người vào làm Amway Thì xin lỗi sau 3 tháng ngoẹo luôn không làm Amway nữa bởi vì sao ạ đến bước thứ bảy này vẫn còn chưa xuất hiện hai cái bước đó thì có phải chúng ta đang làm lộn không ạ đó vì vậy mà các anh chị ạ, hãy đưa vào môi trường và chúng ta hệ thống của rado 3s là hệ thống làm vô cùng chuẩn và các anh chị là hệ thống copy vô cùng đơn giản những cái phương pháp không có cao siêu cao thủ gì đâu các anh chị không có dạy cao siêu cao thủ và những thuật ngữ nghe tưởng chừng rất khó tại sao hệ thống chúng ta những người đi bán rau những người hái chè những người nuôi lợn những người tổng giám đốc những người um, trưởng khoa phó khoa cũng thành công được bởi vì rất đơn giản hệ thống prado 3 s của chúng ta là dạy và làm vô cùng đơn giản và bản thân hà cũng lấy kim chỉ nam là đi theo bước chân của cô châu uyển minh làm đơn giản copy đơn giản các anh chị ạ. hà không làm gì quá cao siêu uh, không làm gì quá mà những cái người mà à, bình thường không làm được mà hà sẽ làm những giống cô châu ấy tiến sĩ cũng làm được nông dân cũng làm được nói tiến sĩ cũng hiểu nông dân cũng hiểu thì đó là một cái gì ạ? cái phương pháp không phải ai cũng làm được các anh chị đó nhưng bài giảng chia sẻ đơn giản phương pháp làm đơn giản copy đơn giản ai cũng làm được 20 tuổi cũng làm được 70 tuổi cũng làm được, 80 tuổi cũng làm được Thì các anh chị phải biết rằng là gì Cái hệ thống nào đơn giản nhất Thì hệ thống đấy sẽ có xuất hiện nhiều nhân đài nhất Và cái việc mà dẫn dắt phối hợp Rất là quan trọng các anh chị ạ Đó, thì bước thứ bảy này Bước thứ 8 Đó là báo cáo định kỳ tình hình kinh doanh Với người lãnh đạo tuyến trên tích cực Nghe báo cáo thì có vẻ nặng nề làm truyền thống ấy, chán nhất là báo cáo các anh chị bởi ngày xưa hà là cũng là trưởng phòng cũng là từng làm phó giám đốc thì suốt ngày phải đầu tuần là thu thập báo cáo xưởng nọ xưởng kia phòng nọ phòng kia được bao nhiêu xong ngồi họp mình lại vừa là thư ký trưởng phòng hành chính nhân sự thì suốt ngày là gì? thư ký của tỷ thứ loại báo cáo đau đầu lắm báo cáo những việc làm được những việc chưa được rồi báo cáo về tuần tới sẽ làm những cái gì Nghe là đau đầu lắm Nhưng trong âm quê các anh chị ạ Báo cáo thì vô cùng đơn giản Báo cáo này nó sẽ bao gồm cả báo cáo Tuyến dưới với tuyến trên Tích cực Nhưng ngoài ra còn báo cáo của tuyến trên với tuyến dưới nữa Đấy là cách làm của Hà Nhiều khi Hà thường Treo các tuyến dưới của Hà là gì Các ông, các bà, các anh, các chị Làm xong chẳng thấy báo cáo gì Tôi cứ liên hệ xong tuyến dưới của các Mọi người cái là tôi báo cáo luôn nhiều khi mọi người tưởng mình lắm lời nhưng thực ra các anh chị có quá nhiều tuyến dưới nhờ mình tiếp cận người có quá nhiều công việc mình phải hỗ trợ nếu như mình hỗ trợ xong một người mình không nhắn tin mình không gọi ngay cho người đấy bệnh báo cáo hà quên luôn các anh chị tại vì lại phải làm ca tiếp theo vì vậy hà làm đâu gọn đấy các anh chị ví dụ ngày hôm nay các anh chị dẫn một người bạn đến gặp lãnh đạo hoặc các anh chị mở một hội họp gia đình mà lãnh đạo mình không ở đó thì các anh chị sau khi làm hội họp gia đình trong ngày thì phải làm quá nhiều việc không báo cáo được thì buổi tối các anh chị gom lại những việc làm được chưa được hoặc nếu như các anh chị quá nhiều việc đi cũng không báo cáo được hàng ngày thì các anh chị báo hàng tuần và nếu quá nhiều việc không làm được đi thì các anh chị có thể báo cáo hàng hàng tháng nếu như anh chị quá giỏi lên platinum founder platinum quá giỏi rồi thì không phải báo thường xuyên chỉ cần hàng tuần hoặc hàng tháng thì khi chúng ta báo cáo này không phải để báo cáo thành tích mà để lãnh đạo các anh chị biết được rằng các anh chị làm những việc gì các anh chị ra những người nhân tài nào và các anh chị đang còn khuyết những doanh số ở đâu và các anh chị đang còn thiếu nhánh nào để các anh chị lãnh đạo các anh chị sẽ điều chỉnh thời gian dành thêm cho các anh chị ví dụ các anh chị đặt mục tiêu 10.000 điểm mà đến ngày 25 các anh chị mới có 7.000 điểm mà không biết đào đâu do 3.000 điểm trong ngày 5 ngày nữa nếu các anh chị không báo cáo kịp thời đến ngày 29 các anh chị bảo lãnh đạo ơi ngày 25 đến hôm nay mà tớ vẫn cũng chỉ 9.000 điểm thôi à 7.000 điểm thôi 29 rồi còn một ngày nữa 3.000 không xoay kịp các anh chị vì vậy mà báo cáo định kỳ rất là quan trọng hoặc các anh chị bảo trợ ra một người là một giám đốc hoặc là một cái người khát khao về cơ hội kinh doanh là một sinh viên đang rất cần cơ hội các anh chị bảo trợ ra sau các anh chị vứt đấy giống như bỏ trợ ấy bởi vì mình chưa có đủ kỹ năng các anh chị không báo cáo lên tuyến trên thì tuyến trên sẽ không biết các anh chị bảo trợ được những người nhân tài như vậy để tiếp tục cho họ những cái kênh à, chính thống để tìm hiểu amway hoặc lãnh đạo các anh chị sẽ ngồi nói chuyện thêm với những người mà à, nhân tài của các anh chị để giải đáp thắc mắc cũng như là những những thứ mà họ đang cần muốn biết thêm vì vậy cái bước báo cáo này vô cùng quan trọng các anh chị nhé đặc biệt là những cái anh chị tuyến dưới mới bắt đầu làm kinh doanh hoặc là mới làm trong một năm hai năm thì chúng ta báo cáo này để phối hợp và anh chị báo cáo này là có lợi cho anh chị chứ không phải là có lợi cho tuyến trên tuyến trên chỉ đau đầu thêm thôi bởi vì báo cáo này lại phải giải quyết cùng các anh chị lại phải giúp thêm lại phải dành thêm thời gian tâm huyết với các anh chị vì vậy ai không báo cáo là người thiệt thòi đúng không ạ ai không báo cáo thì lãnh đạo càng nhảm Hà chỉ thích là cả tháng chẳng ai báo cáo mà cứ lên 21% sáu nhánh. Sướng quá, các anh chị thích không ạ? Chả có ai báo cáo cứ tự đi làm. Xong cuối tháng cũng nào, uh, Ui rồi cha doanh số sáu nhánh tách 21%. Sướng quá còn gì nữa. Đúng không ạ? Vì vậy mà báo cáo này phải là tự nguyện từ tâm các anh chị ạ. Và bản thân Hà thì các anh chị tuyến dưới của Hà làm thì biết cái tính của Hà và Hà đã làm hàng ngày luôn. Đó là gì? đi thị trường hay bất cứ một cái người nào mà thậm chí các anh chị có rất nhiều người khách hàng của các anh chị của các khách hàng hoặc tuyến dưới của các anh chị lãnh đạo trong đội nhóm Hà không ít bóc không nhắn tin gọi điện cho các anh chị đâu mà gọi điện cho Hà nhưng sau khi nhận cuộc gọi hoặc sau khi nhận một cái đơn hàng mà họ nhờ Hà mua Hà gọi luôn xuống dưới Hà báo cáo luôn xuống dưới là gì anh ơi bạn ABC này gọi cho em là đã ra quyết định làm Amway và có thời gian buổi tối làm âm quay và đang rất cần hỗ trợ Atichi Hà báo cáo xong Thì rõ ràng là người đấy phải mừng Phải gọi ngay cho Hà xem tình hình nào Để anh hoặc chị phối hợp Nhưng chỉ chấm một cái like Cũng chẳng một lời cảm ơn Cũng chẳng hỏi rằng là gì à, Bạn ấy thế nọ thế kia Vậy thì Hà báo cáo xong là xong nhiệm vụ Đúng Không gọi thì Hà cũng chẳng cần phải nói nhiều Bởi vì Hà xong nhiệm vụ là gì Hà đã vạch ra rồi Hà đã báo cáo lại rồi và anh chị có phối hợp với cái phương pháp đấy hoặc có phối hợp để gì giúp đỡ người đấy hay không đó là quyền của các anh chị đúng không và hà là bao giờ hà cũng làm tròn nhiệm vụ báo cáo lại với tuyến dưới và đây là một cái đào tạo hà, hà chia sẻ thêm vào đấy là kinh nghiệm của hà gọi là cái 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 bước tám này là thêm cái báo cáo với tuyến dưới ấy. đó hoặc là hà chỉ cần là gì nộp hồ sơ xong tuyến dưới nhờ nộp hồ sơ em ơi chị nộp xong rồi nhé học đi cô ơi cháu đăng ký online xong rồi nhé tất cả những điều bởi vì hà thực sự các anh chị mình cũng hơi bài bản nhưng nó là ăn vào máu của mình bởi vì mình là lãnh đạo truyền thống mình cái gì mình cũng rất muốn rõ ràng mạch lạc và chi tiết và khi mình báo cáo thế vừa làm động lực cho tuyến dưới vừa là một cái kim chỉ nam cho tuyến dưới và vừa là một cái là mình copy mình muốn mong muốn rằng tuyến dưới mình cũng làm như thế với những tuyến dưới khác thì không hiểu là các tuyến dưới của Hà có hiểu được cái ý đấy với Hà không? Có nhiều lúc là Hà gọi em ơi. Chỗ này chỗ kia gọi xong chưa? Tình hình người đấy như thế nào? Lại phải hỏi lại để tuyến dưới báo cáo cho mình. Thì thực sự với các anh chị là dẫn dắt, giúp đỡ những người đấy khó lắm. Không biết làm nào để giúp đỡ thành công nữa, nhưng bởi vì Amway là bao dung, bởi vì Amway là gì? Là con người giúp con người, vì vậy mà chỉ có khi chúng ta càng trưởng thành, càng thay đổi nhanh trong Amway Thì chúng ta sẽ thành công nhanh trong Amway Thì Hà cũng hy vọng rằng cái bước 8 này này Thì chúng ta hãy báo cáo định kỳ với tuyến dưới, tuyến trên Tích cực với chúng ta Nếu chúng ta đừng báo cáo với tuyến trên ngủ nhé Tuyến trên ngủ, tuyến trên không làm Amway Thì tuyến trên bảo thôi lằng nhằng Như anh này đi làm truyền thống này tiền nhiều hơn Đừng làm Amway nữa Thì lúc đó là báo cáo sai là các anh chị tự nhận hậu quả đúng không ạ đó. và đặc biệt là các anh chị ạ, sau cái bước mà chúng ta làm hội họp gia đình hoặc bất kể một cái cuộc gặp cuộc gọi hoặc cuộc minh họa sản phẩm hay bất cứ một cái gì chúng ta nên tổng kết với lãnh đạo thì gọi là đấy gọi là báo cáo nhưng nó gọi là tổng kết thì chúng ta sẽ có cuộc làm phía sau càng thành công hơn càng xác suất giá trị hơn các anh chị ạ. và các anh chị uh, hà thấy là rất nhiều Uh, người cũng làm được điều này nhưng đa phần đều là những lãnh đạo SP trở lên đấy cho nên là cái người báo cáo nhiều gọi điện thoại cháy máy cho lãnh đạo cuối cùng người ta lên siêu vơ trước còn cái người là không báo cáo không gọi không hỏi thì những người đấy cứ một năm nửa năm ba tháng năm tháng cứ đi bán bán rồi chán có những lúc lại gì gọi điện lãnh đạo gọi xuống lại gì không bắt máy hoặc tò tí te đấy cho nên là lãnh đạo chia sẻ với chúng ta đó. thỉnh thoảng chúng ta gọi cho lãnh đạo chúng ta một cái để xem chúng ta còn sống hay chúng ta đã ngủ các anh chị còn sống thì lãnh đạo hoặc là các anh chị đang gọi là chìm nghỉ dưới ao dưới hồ thì lãnh đạo của chúng ta biết chúng ta gần chìm còn túm tóc mà kéo lên bờ được không ạ hoặc là gì cả nhóm cùng túm tóc kéo lên Đấy, hay nói đùa mọi người là gì lúc nào gần chết đuối cần vớt với tay lên ới ới cái nhá để lãnh đạo còn vớt chứ nếu không chìm nghỉm là không ai tìm được đâu là đi mò là chết Đấy. cho nên là cái việc báo cáo thỉnh thoảng ba dăm ba ngày gọi điện cho lãnh đạo một tí đúng không? để xem chúng ta còn làm hay chúng ta đã ngủ hoặc chúng ta ngủ rồi chúng ta gọi điện để lãnh đạo gì ạ à? chăm cho chúng ta có sức khỏe có sắc đẹp vì ngủ rồi các anh chị cơm áo gạo tiền hoặc là những công việc khác sẽ kéo các anh chị đi sẽ quên cả uống vitamin C sẽ quên cả bôi A tiết chi ấy cho nên là gì hãy gọi cho những người lãnh đạo tuyến trên, trên của mình khi chúng ta ngủ hay đang làm hay còn thức đúng không ạ rất, rất rất quan trọng và hà thường xuyên là gì gọi điện cho cô châu nguyễn minh các chị rất xa từ việt nam sang úc không biết cô giúp được mình nhiều hay ít cứ gọi đã úi rồi có lúc gọi thì cô bảo cô đang đi chơi cô đang đi shopping trời ơi lại có động lực là gì mình phải nhanh lên như danh hiệu của cô để được đi shopping lại được thêm năng lượng Đúng không ạ đó có lúc cô bảo là cô đang ngồi ngắm chim nó đang xa xuống gì ạ à? bể bơi của cô và thưởng thức những chùm nho ngọt lịm đúng không ạ? tuyệt vời không ạ và mình cũng đang tưởng tượng là mình ngồi trước một cái biệt thự sau khi mình lên danh hiệu và mình cũng thưởng thức những đồ ngon trên thế giới như vậy thì chúng ta lại có thêm động lực vui không ạ vui mặc dù nó chả liên quan được đến bán hàng bao nhiêu doanh số hoặc là gì bảo trợ được bao nhiêu người nhưng chúng ta báo cáo chúng ta gọi với tuyến trên của chúng ta là chúng ta có thêm năng lượng các anh chị ạ. Đấy. Cho nên là cái bước 8 này vô cùng quan trọng. Vô vô cùng quan trọng. Tiếp đến bước 9 ạ. Đó, đó là chúng ta phải có mục tiêu và thách thức với mục tiêu của chính mình các anh chị ạ. Nếu chúng ta có mục tiêu nhỏ thì khó khăn sẽ lớn, còn nếu chúng ta có mục tiêu lớn thì khó khăn sẽ nhỏ. Và bài đào tạo về đặt mục tiêu Hà cũng chia sẻ với các cô ba anh chị rồi Chúng ta đặt mục tiêu nó phải hơi với một tí, hơi khó một tí, hơi thức thách một tí. Chúng ta đừng đặt mục tiêu là chúng ta cao 1m7, chúng ta đặt mục tiêu là nhảy cao có 1m7. Mà chúng ta được. có thể với được 2m thì chúng ta đặt mục tiêu lên 2m rưỡi đi để chúng ta nhảy lên một chút, nhún lên một chút. Khi chúng ta chạm tới cái mục tiêu 2m rưỡi đó thì chúng ta vỡ quà và vui mừng bởi vì cái mục tiêu đó chúng ta đã hoàn thành. Vậy ngày hôm nay chúng ta đã lên 9%, đã lên 12% rồi. Thì tháng này đừng mục tiêu 6% nữa. Mục tiêu 6% thì các anh chị không phải với, ngồi xuống chúng ta cũng có thể đạt được. Đúng không ạ? Và mục tiêu nhỏ quá thì nó cũng không thể thu hút được thời gian của lãnh đạo chúng ta, nó cũng không thể khiến cho chúng ta thức dậy trước 7 giờ và mục tiêu quá thấp sẽ không làm cho chúng ta có động lực để đi ra ngoài đường vào những ngày đông giá rét canh chị ạ. Vì vậy nhất định chúng ta phải đặt mục tiêu và thách thức với mục tiêu của mình. Và mục tiêu chúng ta đặt ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Và có những cái bài về mục tiêu các anh chị nên tham khảo học lại những cái bài đặt mục tiêu và những cái bài này chắc chắn là phải có định lượng về thời gian các anh chị nhé đó, chúng ta đặt mục tiêu cao hơn tầm với một chút nhưng mà chúng ta cũng đừng đặt mục tiêu là đến 6 mét chúng ta nhảy không tới được nó là gì ạ, mục tiêu nó chỉ là một mơ ước hão huyền thì chúng ta không nên đặt quá cao mà chúng ta đặt mục tiêu làm sao mà chúng ta phải nhảy lên, phải vươn hết sức lên, phải nỗ lực đúng không? Bởi vì chúng ta khả năng của chúng ta là vô hạn nhưng chúng ta mới đang sử dụng có 5% thôi. 95% cái cái cái, cái uh, tài năng tiềm ẩn trong con người chúng ta chưa được phát huy các anh chị ạ. Vì vậy, các anh chị cứ đặt mục tiêu cao lên và chúng ta quyết tâm hoàn thành, chúng ta chăm chỉ, đúng không? Làm việc hàng ngày, tạo lập giá trị, chăm chỉ làm việc, đúng không? Và giúp đỡ người khác. Và chúng ta cứ đi theo những cái bước chân của những người thành công thì chắc chắn cái mục tiêu đề ra của các anh chị nó không phải quá xa vời mà nó sẽ nằm trong tầm tay. Bởi vậy mà khi chúng ta đặt mục tiêu vừa tầm đủ sức với và trên cơ sở dẫn dắt của những lãnh đạo của chúng ta thì các anh chị sẽ không bao giờ sợ đặt mục tiêu. Hà thấy có một số anh chị cũ nhà phân phối cũ sợ đặt mục tiêu và sợ nói mục tiêu bởi vì chúng ta đặt mục tiêu quá viển vông và đôi khi chúng ta đặt mục tiêu không viển vông nhưng bản thân của chúng ta nỗ lực chưa đủ lớn, chưa vượt qua giới hạn của bản thân, chưa vượt qua sự lười biếng của chính bản thân mình để đi ra khỏi giường trước 8 giờ trước 7 giờ và không đi khỏi ra khỏi nhà lúc nắng nôi hoặc là mưa gió vì vậy mà cái mục tiêu của chúng ta đặt ra mặc dù nó đơn giản lắm hà nhìn là có thể làm được tới nhưng không làm được bởi vì sao ạ quá lười tất cả mục tiêu không thể hoàn thành được nó nằm ở chữ lười hà liệt kê đó các anh chị nó nằm ở chữ lười thôi chứ còn các anh chị cực kỳ giỏi rất tài giỏi bởi vì chúng ta sinh ra trên đời này không có ai mà là người không giỏi cả bởi vì chúng ta phải uh, chúng ta phải khi mà gì ạ tinh trùng thụ vào với cả trứng ấy, thì chúng ta là cái người giỏi nhất thì chúng ta mới được ra đời đúng không các chị chúng ta phải chiến thắng rất nhiều anh em bạn bè uh, rất nhiều hàng nghìn uh, anh em bạn bè uh, đúng không ạ thì chúng ta mới được sinh ra trên cõi đời này thì đó là chúng ta đã là người chiến thắng từ vạch xuất phát rồi vậy làm amway cũng như vậy chúng ta đều vô cùng giỏi nhưng vấn đề chúng ta có vượt lười được hay không Còn các anh chị là sướng hay khổ Hay tất cả các thái Hà không nói Nhưng cái chữ lười nó nằm trong đầu chúng ta Mà chúng ta chưa gạt được qua Thì chúng ta chưa có thể đạt được mục tiêu Nhưng ngày hôm nay các anh chị ra quyết định vượt lười Và luôn luôn có từ chăm chỉ làm việc hàng ngày Thì chắc chắn các anh chị sẽ hoàn thành mục tiêu Đó và cái bước này là bước thứ 9 là có mục tiêu và chúng ta hoàn thành mục tiêu Bước thứ 10, chúng ta cùng xây dựng một đội nhóm có sức chiến đấu Luôn luôn lạc quan, tích cực, làm chuẩn, copy chuẩn, superleg Các anh chị hay nghe thấy cô Châu nói superleg, đó là chân voi, chân khủng à, Có nghĩa là gì? Chúng ta xây dựng một đội nhóm lúc nào cũng có sự hưng phấn, nhiệt huyết làm việc không ngừng nghỉ vì mục tiêu, vì ước mơ. Các anh chị từ khi các anh chị có mục tiêu, từ khi các anh chị có sức chiến đấu, từ khi các anh chị có ước mơ và có sự quyết định không làm việc, làm việc không ngừng nghỉ và không có những suy nghĩ tiêu cực thì từ đấy các anh chị sẽ nhìn thấy đội nhóm chúng ta có sức chiến đấu và có doanh số tăng lên và có gì những cái thành tích tạo nên những cái kỳ tích mà đôi khi đến cuối tháng các anh chị mới vỡ hòa là tại sao mình làm được như thế đúng không các anh chị và chỉ khi bắt đầu từ con người mình đã chứ chúng ta không thể là một người làm eo ợt là một người làm nói đâu bỏ đấy mà chúng ta lại sao chép ra được một cái đội nhóm hùng mạnh dũng mãnh như những đàn sói cô châu thường chia sẻ cho chúng ta là xây dựng đội nhóm có sức chiến đấu như những đàn sói đúng không và luôn luôn có ý chí chiến đấu lạc quan tích cực và nếu như một đội nhóm mà chỉ có nhòm người nọ ngó người kia xem là người này mãi không lên người này làm làm sao mà lại được doanh số thế rồi làm sao mà làm được ngồi uh, buôn dưa lê bán dưa cà những cái điều tiêu cực thì cả một cái đội nhóm mới sẽ trở thành đội nhóm gì ạ à? buôn dưa lê bán dưa cà mà không có thành tích gì đâu các anh chị vì vậy mà chúng ta buôn là những buôn về ước mơ buôn về mục tiêu và gì ạ, chúng ta cùng khích lệ nhau hành động làm việc. Và gì ạ, chúng ta cùng xây dựng một hệ thống và chúng ta làm vì hệ thống của chúng ta. Không phải chúng ta lên danh hiệu, chúng ta lên thế nọ thế kia chỉ vì cái nhu cầu tiền bạc, nhu cầu danh vọng của chúng ta mà đôi khi chúng ta nhìn vào cái cái mục tiêu, mục đích là chúng ta xây dựng đội nhóm, chúng ta lên danh hiệu, chúng ta làm những điều này vì cả cái hệ thống của chúng ta bây giờ hệ thống của chúng ta rất cần nhiều diamond rất cần nhiều emerald rất cần nhiều sapphire rất cần nhiều founder platinum trở thành một đội nhóm vững mạnh để thu hút càng nhiều những người nhân tài trong xã hội để vào theo những người thành công như vậy vậy cá chân nhân chúng ta là một thành viên trong Crado 3S vậy việc lên danh hiệu không phải chỉ liên quan đến túi tiền của chúng ta không phải chỉ liên đến cơm áo gạo tiền và ước mơ của chúng ta mà chúng ta lên danh hiệu là vì trách nhiệm với hệ thống của chúng ta đúng không ạ ví dụ hà luôn luôn có mục tiêu là gì mình lên như vậy ngoài cái mục tiêu cá nhân ra cho gia đình mình cho dòng tộc mình cho đội nhóm nhỏ của mình mà mình cũng phải lên vì cái hệ thống này của chúng ta đúng không ạ bây giờ đai mình ở miền nam nhiều quá rồi tại sao đai mình miền bắc đang chờ mình lên mà mình lại lững thững lại mình lại ngày hôm nay lại lười ở nhà thì mình không được phép nghỉ thì đấy chính là gì? Chúng ta làm Amway mỗi một cung bậc, mỗi một cấp độ, mỗi một giai đoạn chúng ta lại có mục tiêu. Giống như là cái điều thứ hai Hà nói là lý do làm Amway khác nhau và lý do cống hiến khác nhau. Cho nên là trong Amway thì Hà thấy rất nhiều cô ba anh chị thích môi trường Amway. Đó là các cô ba anh chị em gọi điện cho Hà nói rằng là chị ơi, có thể bây giờ em vẫn đang làm truyền thống rất là bận Em dành một buổi tối khoảng một tiếng tiếng rưỡi vào môi trường. Em rất thích các cô bác anh chị có ước mơ môi trường của chị là có ước mơ và em nhìn thấy sự khát khao sự giỏi giang sự khiêm tốn của chị. Em muốn đi theo bước chân của chị tức là những cái điều đó không phải hà nói ra mà tất cả những điều đó là gì hà làm cho mọi người thấy và hà muốn trở thành một cái tấm gương mà tất cả các uh, tất cả mọi người cũng như trong xã hội mình muốn truyền cảm hứng cho tất cả mọi người các anh chị chứ không phải chỉ là làm cho cá nhân và uh, hà thấy rằng là tại sao các anh chị nhìn thấy những tấm gương diamond hoặc fc đã rất thành công rồi mà các cô ba anh chị uh, những người lãnh đạo vẫn chia sẻ vẫn miệt mài với hệ thống cùng dẫn dắt không phải là họ chỉ đi kiếm tiền hoặc là chỉ kiếm danh lợi trong amway cho bản thân mình nữa mà đấy là một cái sự cống hiến cho xã hội và những cái công hiến cao hơn mà chỉ khi các cô bác anh chị làm lên đến cấp độ càng cao thì chúng ta mới thẩm thấu, mới hiểu được những điều đó và mới hiểu được những sự hy sinh của những lãnh đạo của mình bỏ ra cho chính bản thân mình và cho đội nhóm, cho hệ thống của chúng chúng mình. Anh chị ạ, à, và đặc biệt có một điều nữa, tại sao Hà rất mong muốn giúp đỡ tất cả các cô bác trong đội nhóm của Hà cũng như tất cả các cô bác anh chị trong hệ thống của chúng ta một cái điều mấu chốt rất đơn giản chúng ta gắn kết với Amway đó là gì? những cô bác anh chị lên SP lên silver chỉ trở lên ở bất cứ thị trường nào đều có quyền được đường link bảo trợ tự động do Amway cung cấp ở trên hệ thống mở online vì vậy nhất định là chúng ta làm Amway best nhất chúng ta cũng phải lên silver ở cái thị trường của chúng ta đúng không thì chúng ta sẽ được hưởng rất nhiều quyền lợi chứ chúng ta đừng dề ra ề à ở cái góc độ 6 9 12 bron nữa mà chúng ta hãy làm làm một mạch một hơi lên đến silver trở lên, sau đó là gì? Chúng ta sẽ từng cấp bậc gold, platinum, founder đúng không ạ? Platinum và những cấp bậc cao hơn thì chúng ta sẽ góp phần xây dựng cái thị trường cái tỉnh của chính chúng ta ở tuyệt vời không ạ? Cứ nói đến ví dụ về Bắc Ninh có những khách nào là hay nói là khách ngủ hoặc là à, gọi là những những người mà bị à, gọi là khách bỏ rơi trong Amway cứ nói đến Amway cái là Platinum Lê Thị Vân Anh được hưởng đúng không? Với thị trường đấy là bây giờ đội nhóm gì Lê Thị Vân Anh là lãnh đạo Lê Thị Vân Anh là danh hiệu cao nhất là được công ty cho khách rất nhiều khách các anh chị ạ. Thế vì vậy cái việc mà mình lên danh hiệu có quan trọng không ạ? Rất rất quan trọng. Và Hà rất thích là gì? Trong âm là gì? Có tiếng vừa có tiếng lại vừa có miếng. Trong kinh doanh truyền thống đôi khi mình có tiếng chẳng có miếng không các anh chị? danh được ông nọ bà kia hoặc là phong hàm hiệu phong hàm phong hiệu được tiếng thôi nhưng mà không có miếng miếng là cái gì ạ à? miếng là sèng đấy các anh chị hà hay trêu mọi người nhiều công việc có tiếng nhưng không có miếng hà đã từng như thế rồi đến phó giám đốc chỉ là cái danh hão thôi đôi khi còn không cả bằng một cái tổ trưởng hoặc là một cái trưởng nhóm trưởng phòng làm marketing các anh chị họ làm về tiền họ họ làm về nguyên vật liệu nhiều tiền lắm phó giám đốc trả gì được cái lương cứng rồi trả được cái, cái lương mềm Thế cho nên là gì? Trong âm quay hạt sướng thích nhất là có tiếng và có miếng luôn. Và gì ạ? Chúng ta vừa xây dựng cho chính chúng ta, vừa xây dựng để xây dựng cái hệ thống chuẩn và nhiều nhân tài để thu hút nhiều nhân tài ngoài xã hội. Vì vậy mà cái bước cuối cùng rất là quan trọng. Chúng ta khi hệ thống của chúng ta có một sức chiến đấu mạnh, luôn lạc quan tin tưởng, làm chuẩn, copy, copy chuẩn. Và chúng ta không sao chép những cái điều mà gì ạ? À, tiêu cực xuống dưới mà tiêu cực nên dừng lại ở chính mình và xóa bỏ vì vậy hà luôn luôn trong bài quan niệm thái độ hà hay chia sẻ các anh chị tiêu cực các anh chị hướng lên trên nói với lãnh đạo tuyến trên người a như này người kia như này hệ thống nó thế này rồi thế lọ đúng không chúng ta nên hướng đến lãnh đạo tuyến trên để tuyến trên có nhiều kinh nghiệm mà tất cả những vấn đề các anh chị gặp phải thì lãnh đạo các anh chị là 10 năm, 5 năm đã đã từng giải quyết rồi, không lo. Không lo là cái vấn đề mình gặp là lãnh đạo mình không biết. Cho nên nói với lãnh đạo tuyến trên là các anh chị tháo gỡ được nút tắt hết. Kể cả cái vấn đề là gì, người này A, người A, người B bán giá thế này, tôi lại thấy bán giá thế kia, rồi tôi gặp phải khách như này, lãnh đạo anh chị biết hết. Nếu lãnh đạo anh chị không biết cứ gọi là xử lý giải quyết những cái mâu thuẫn, những cái tỷ cái thứ trên đời là rác rưởi thùng rác đổ hết vào đầu mình và mình giải quyết được hết rồi cho nên các anh chị không lo nhá trong truyền thống mình gặp phải những cái vấn đề đấy không ai giải quyết cho các anh chị ngoài các anh chị đâu nhưng trong amway rất hay là có một cái thùng rác đó là tuyến trên các anh chị đổ hết rác vào tuyến trên để tuyến trên cùng với các anh chị giải quyết những cái rác thải đấy đúng không ạ chứ đừng nói sang tuyến ngang tội nghiệp lắm tuyến ngang cũng mới chấp chứng vào amway để mình đổ rác sang tuyến ngang rồi chưa kịp mọc mầm đã bị thui chột hoặc là mình lại đổ rác xuống tuyến dưới thì tuyến dưới chưa cả kịp trở tay thì đã bị chúng ta chôn vùi ước mơ rồi. Vì vậy mà chúng ta nhất định phải cùng nhau xây dựng một đội nhóm có sức chiến đấu lạc quan tích cực. Tất cả những điều chúng ta gặp khó khăn trở ngại, chướng tai gai mắt hãy nói với tuyến trên để cùng giải quyết vấn đề và chúng ta có một đội nhóm là cứ gặp nhau là tươi cười cùng chia sẻ kinh nghiệm à chúng ta làm lên silver như nào chúng ta chia sẻ đúng không ạ chúng ta giải quyết khách hàng từ chối như nào chúng ta chia sẻ à hôm nay nhá mình chia sẻ được với một khách này mười năm rồi bắt đầu mới mở lòng nghe đúng không ạ tại sao chúng ta không chia sẻ những điều đó đúng không chúng ta chia sẻ những thứ thứ chúng ta không làm được làm gì tự nhiên là mất nhiệt của tuyến dưới là mất nhiệt của tuyến ngang không tạo lập được giá trị cho người khác mà chúng ta lại làm cho người khác nằm thì đấy là chúng ta đã mang tội với người khác các anh chị đó chính là những thứ mà chúng ta nên lưu ý à, vì vậy mà có người lãnh đạo tuyến trên luôn đồng hành thì các anh chị rất là tuyệt vời là gì hà chỉ có uh, cô châu việt minh để hà bám thôi còn thầy châu với thầy phó hậu kiên thì quá cao sang nhắn tin mình không dám nhắn với các thầy quá đông thì Hà chỉ dám nhắn tin gọi điện cho cô Châu thôi Hà vô cùng biết ơn Người lãnh đạo của mình là luôn luôn Có chỗ để cho mình giải bày tâm sự Cũng như là um, Có thể những cái lúc bận thì Hà Cô bận Hà chỉ một tháng Nhắn gọi cô một lần thôi Nhưng Hà cũng cảm thấy vô cùng quý giá Còn với các anh chị Chúng ta có lãnh đạo trực tiếp này Xong chúng ta lại lãnh đạo Platinum um, này Xong lại founder Platinum này Xong lại Sapphire Xong lại FC đúng không Rất rất nhiều lãnh đạo thì các anh chị hãy trân trọng những người lãnh đạo của mình bởi vì không giống như lãnh đạo lúc sáng chúng ta nghe các lãnh đạo chia sẻ đấy người mà mong muốn mình thành công nhất trong cuộc đời này ngoài bố mẹ mình ra đó chính là lãnh đạo tuyến trên của mình vì vậy những mục tiêu những khó khăn những trở ngại các anh chị hãy trao đổi trực tiếp với người lãnh đạo tuyến trên của chính chúng ta nếu tuyến trên của chúng ta không giải quyết được thì chúng ta lên tuyến trên nữa và thậm chí là tuyến trên nữa không giải quyết được thì các anh chị cứ bảo hà hà dịch cho các anh chị để nói lên cô châu uyển minh bởi vì cô châu uyển minh là phụ huynh là lãnh đạo cao nhất trong hệ thống Grado 3S đang dẫn dắt chúng ta các anh chị nói với hà để hà dịch cho các anh chị nói lên với tuyến trên đúng không bởi vì sao Hà cũng đã từng là diamond trong miền Nam cũng nhiều lúc là nói lên tuyến trên không giải quyết được cũng qua Hà để dịch sang cho cô Châu ok hết mà cho nên là chúng ta không hề có trở ngại và cái bước đường chúng ta thành công luôn luôn có sự đồng hành với lãnh đạo của chúng ta. Vì vậy mà Hà cũng mong muốn nhờ một chàng hóa tay số 21 của các anh chị để cảm ơn FC Châu Uyển Minh, cảm ơn những người bạn đã trao cơ hội, trao sự nghiệp Amway cũng như luôn đồng hành, động viên, cổ vũ, khích lệ chúng ta trên chặng đường chúng ta xây dựng sự nghiệp Amway. Chàng số 21 này Hà cũng mong muốn là gì ạ? tất cả các cô ba anh chị hoàn thành mục tiêu trong năm tài chính 2022 này. Chúng ta còn 8 tháng nữa đủ để các anh chị nỗ lực ít nhất lên 21% trong 6 tháng từ khi quyết định làm Amway. Bởi vì sao? Từ khi Hà nhận ra Amway là sự nghiệp của cuộc đời, từ khi Hà quyết định làm Amway thì Hà lên 4 tháng Hà đã lên được silver. anh chị ạ. Đó, thế cho nên 21% này rằng tại tất cả các cô ba anh chị và chúng ta đây chính là 10 bước thành công mà hôm nay Hà muốn tâm huyết chia sẻ với các anh chị cùng với những cái ví dụ trong đội nhóm của Hà để các cô bác anh chị nắm và chúng ta gì ạ? xây dựng sự nghiệp Amway đi theo bước chân của FC Châu Uyển Minh và hẹn gặp lại tất cả các cô bác anh chị trên đỉnh cao thành công và hẹn gặp tại Ada Michigan A70 ạ. Cảm ơn tất cả các cô bác anh chị đã có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay đến giờ này. À, xin chân thành cảm ơn ạ.